Tại Pháp, bốn người di cư được phát hiện đã chết tại một bãi biển gần thành phố Calais phía bắc nước này. Cảnh sát cho biết bốn nạn nhân gồm một trẻ 2 tuổi, hai người đàn ông và một phụ nữ. Xác của họ được tìm thấy trên những chiếc thuyền nhỏ. Theo báo cáo ban đầu, hai người đàn ông bị nạn là người gốc châu Phi, còn người phụ nữ là người châu Á, trong khi đứa trẻ thì được sinh ra tại Đức và có mẹ là người Somali. Đây là vụ việc mới nhất liên quan đến người di cư thiệt mạng khi đang trong hành trình vượt eo biển Manche để đến dương quốc Anh. Số liệu của Bộ Nội vụ Anh công bố hôm 23 tháng 9 cho thấy, tính từ đầu tháng 1 2024 đến nay, đã có hơn 25.000 người di cư đến nước này bất hợp pháp. Họ liều mạng cố gắng vượt qua eo biển Manche nói với Pháp trên những con thuyền chở đầy người. Theo giới chức dùng Calais của Pháp, kể từ đầu năm, đã có 51 người di cư bỏ mạng khi cố gắng vượt biển từ phía Pháp để đến dương quốc Anh.